thì ngâm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thương ôi con Đức Chúa Trời ra đời chịu 100.000 sự thương khó cho đến chết vì tội thiên ý hạ em. Thứ nhất thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngài dọn mình chịu đàn mà chuộc tội cho thiên ý hạ em. Thì có thằng Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành. Ma quỷ dục lòng nó ban Đức Chúa Giêsu cho quân Giu-đêu 30 đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ, toàn liều mình chịu chết thì dạ Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem là kẻ trợ nước Giu-đê-a. Xong ấy lẽ trước chịu nạn thì đêm ấy Đức Chúa Giê-xu lấy nước mà quỳ xuống giữa chân cho các đầy tơ cả cùng giữa chân thằng Giu-đa vui. Chẳng những nước không cùng lấy nước mắt giữa chân nói nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy dình ý mất. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép thanh thể cho thiên hạ mà lùi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết ý đời. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền phép thịt máu mình cho chúng nghĩ tôi. Lại xin xuống sức dự đạo cho trọn, chớ bắt trước thằng Giu-đa ban Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen.
Nàng ấy gọi là Gethsemane, thì tròn vai đầy tớ đi cùng một là ông thánh về rồi, hai là ông thánh gia cô bê, ba là ông thánh giỏi an thế được Chúa Giêsu sắp để mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha bái lần nhìn. Đang khi cầu nguyện thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn cho cái và nói người ta được khỏi tội. Đoàn Đức Chúa Giêsu nó nắm cho nên nhọc cái và mình những mồ hôi máu chảy dài nhỏ xuống đất khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này cha mười kinh kính mừng thường Đức Chúa Giêsu nói buồn vì chúng tôi xin lọc lòng chữa mọi tội làm cho Đức Chúa Giêsu nó buồn làm vậy. Amen. Thank you.
thứ ba thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã biết thằng Giuđa cùng các quân dữ đã đến gần thì Đức Chúa Giêsu ra rước nói: bây giờ thằng Giuđa ra trước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu, mà người đã biết lòng lo độc thì nhìn mà chào nói. Đoạn liền hỏi các quân sứ rằng: bây đi tìm ai? Lo thưa rằng chúng ta đi tìm Giêsu Nazareth. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng: lạy tao, lo liền ngã ra hết em. Đoạn Đức Chúa Giêsu cho nó đứng dậy mà lại hỏi như kia trước: lo lại thưa như vậy thì người mới phó mình cho đói bắn em. Khi ấy Thánh Phêrô che mà đứt tay một đầy tớ thầy cả ru rêu, mà Đức Chúa Giêsu của ông Thánh Phêrô cùng chữa tay thằng ấy cho y đại. Bây giờ quân dự lấy lòi tỏi sắt cùng rẫy ra mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu cùng đâm miệng 30 lần mà lôi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quân sự đạp dậy, có kẻ lấy lòng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt lái châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu mà dòng rơi bắt Đức Chúa Giêsu nổi dưới sông lạnh leo dài rét. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, 10 kinh kinh mừng. Thương Đức Chúa Giêsu xưa chịu khó vì chúng tôi, xin mở đây là tội buộc linh hồn chúng tôi. Amen.
cho an an là trai vợ cái làm thầy cả mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó trong nhà ấy. Đoạn mới nộp cho cái phai bây giờ có một người các quan sò tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Thầy cả thô đều nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng ra mình là con Đức Chúa Trời thì mắng rằng ây bay đã thấy con tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân ấy bắt trói cánh tay Đức Chúa Giêsu vào cột đá mà lấy khăn che mặt, đoạn nhổ phùng giật tóc mê vào dấu Đức Chúa Giêsu. Nãy nay rồi cùng bên dưới dậy đi mà đánh ngang mặt lại và thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phêrô rằng mày phải đầy tớ ông Thánh Phêrô liền sợ mà trôi 3 lần rằng tôi chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông Thánh Phêrô. Bây giờ người mới an ăn tội ấy lắm, trở ra khắp nắp chẳng có khi đừng trọn đời nên sớm mai gà gáy nhớ đến tối xưa liền khóc ý nóc ý. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh nghe lấy cha 10 kinh kính thương Đức Chúa Giêsu.
xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra, nghèo ngày nào trôi chẳng amen. Chẳng thấy sợ gì lỗi thì khiến ta, nhưng mà
quần ấy kêu can chẳng trôi, thì phi là tu phó Đức Chúa Giêsu cho mặc vua Hê-rô-đê xét, mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ sống lẽ Đức Chúa Giêsu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng người này dại nào biết lấy gì mà nộp cho tao xét làm sao. Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc rằng người dại thì mặc áo ấy mà đem về trả quan Phi La Tô. Khi còn đi dọc đường thì quân ấy đánh Đức Chúa Giêsu cùng làm những sự xấu hổ. Phi La Tô thấy Đức Chúa Giêsu thì thương vọn thoái du rêu đến ngày lễ cả thường tha một người tù cùng có đưa trộm cướp giết đi người tên là Ba-ra-ba cầm mì đấy. Thì Phi-la-tô hỏi dân rằng một là Giê-xu, hai là Ba-ra-ba, thì bay muốn tha ai? Bây giờ nó thưa lên rằng tha Ba-ra-ba, giết Giê-xu mà hy chơi. Khi ngẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu xưa chịu xấu hổ vì chúng tôi, xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân rũ rêu, yêu kẻ gian dữ mà bỏ mặc.
mạch mọi sự lành làm y chí. Amen. Ngành gái dây dây
thì cũng nói tôi sân thì đánh cái và mình được Chúa Giêsu giữ 5.000 đòn thì cho lên nát nết thịt ra thì xem thấy xương chẳng còn nơi đâu lành mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa xong nè bây nhiêu quân ấy chẳng có ai thương đức Chúa Giêsu sốt thì nó đánh nhọc mỏi tay như mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ. Khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha thì mười kinh kỳ mừng thương đức Chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Thì xin cho chúng tôi dốc lòng chưa tôi làm cho đời Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Amen.
thơ bấy thì ngắm vì khi quân ê giờ đã đánh được Chúa Giêsu đoàn thì người mặc áo vào mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh thì quân ê giờ lại giật nào đi vì cho nên máu nơi dấu đòn đánh lại chảy dài theo ý nó liền khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo y đỏ đoạn lấy những gái quanh tròn làm nền đông y vào đầu được Chúa Giêsu bài vào ông mau chảy xuống đầy mặt dòng nghi dòng nghi nó liền khiến người ngồi đoạn quỳ xuống nhau rằng tàu cũng nhổ ngang mặt có đưa lấy rồi mà và trên gai lọt vào cho lắm có kẻ thì vả ngang mặt cho nên máu trong miệng chảy ra khi ngầm bấy nhiêu y sự thì nguyện một kinh nghi lại chớ ý mười kinh kinh nghi thương Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất xin cho chúng tôi thờ phượng cùng kính Amen.
Thế thứ tám mê thì ngắm khi phi la tu thì thấy các quan nằm khốn như đức y Chúa Giêsu, có lẽ lắm thì thương mà giờ là dân xem thấy hình tượng khốn lạn nằm vậy thì cũng nghe thương chẳng. Thì phi la tô đem mẹ người lên nghe lời cao người trước mặt tiên hạ mà rằng nghe lại là người ấy dân liền kêu lên rằng đem đi đóng đánh nó vào cây thập giá. Phi-la-tô lại rằng tao đông đánh múa mày làm cái sao dân thưa rằng chúng tôi có một vua tên là kẻ ra dê mà chờ bay giờ phê la tô thì thấy mất công hai dân cao mình cùng nghe mua chăng thế phó đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết khi ngắm bấy nhiêu sự thế nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng thương đức Chúa Giêsu xin cho chúng tôi giữ nghĩa cùng đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời trở mắt trước quân du dêu chẳng nhìn được Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Bye.
năm mà nó khiến Đức Chúa Giêsu vắt đi thì người yêu nhọc hết sức vắt đi lâu ngã xuống đất mà quân dự chẳng thương lại đạp dậy dục đi cho trong sau lửa lo sợ người chết dọc đường chẳng đến nơi chăng để nói mượn một người đi đang vác đỡ khi ấy cả bà thiên hạ theo mà xem sống lẽ những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc mà người lỡ mặt lại rằng ở con thành Giê-ru-sa-lem chớ khóc thương ta làm chi một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khôn mà chơi đang khi người còn bác thanh ra đi thì có một bà tên là Vé Gió Lý Ca thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra thì bà ấy trao khăn cho người lọt mặt đi hết nhà tượng mà người in vào trong khăn ấy dày ấy còn ở thành rồi mai kể ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu vác thánh giá lặng vì tội chúng tôi xin cho chúng tôi được lòng ghét tôi kéo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Thank you.
Đà Ca La Va Ni Ô là lời nhận cho kẻ phải nhất vì có tội lỗi mà quán ấy khiến Đức Chúa Giêsu uống rượu với của đấng đoạn lo lột áo ra những máu lời dâu đòn đánh lại chạy ra theo bây giờ lo bắt Đức Chúa Giêsu làm ngựa trên thánh giá liền lấy múa đông đánh tay tả tay hiệu thì lo buộc kéo hết sức liền giảm xương ngực ra cho lên Đức Chúa Giêsu đau lắm đoạn lo lại kéo hai chân xuống cho đến nó lôi làm đa sẵn mà đóng đánh vào bây giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng Giêsu là ra rét và của rú rêu đoạn long quan ấy vào thành giá ấy quan viết chữ ấy cho sâu xong lẽ Đức Chúa trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu rồi mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là vua thật rô reo cùng khắp mọi nước đoạn nó đào lộ dựng thánh giá lên khi ấy giấu hai tay Đức Chúa Giêsu với chắc nặng thì sạch giá mau chảy xuống đất dòng dòng bây giờ bốn người các quan lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu cắt chia ra làm bốn phần còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm ai được thì lấy hết đoạn những trái cùng các quan ca và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ mà Đức
Chúa Giêsu nguyện rằng con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó vì lầm chẳng biết khi ngắm bấy nhiêu sự thề nguyện một kinh lạy Cha mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu chiều đóng đánh vì cả và loài người ta xin dâng mình chúng tôi cho Đức Chúa Giêsu về đã lấy hết máu mình ra mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen.
chữa mình cũng chữa tay nữa. Bây giờ người bên hiểu mắng nó rằng ta là kẻ có tội, đang xa hoa ngục chịu đóng đánh thì thật phải. Lão người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy? Sao mày trách người làm chi? Đoạn nào lên nữa trên trời, nhớ đến tôi cùng em. Bây giờ được ơn mặt lại cùng người ấy mà phán rằng, thật hôm nay ta cho mày ở nơi vui vẻ cùng người ta, sau lửa dắt thanh đức mẹ mang tiếng đã mang con đi giết, thì người đi theo dọc đằng thấy máu con rơi, mà đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu lán, khi các quan đóng đánh người thì cũng nhớ đóng đánh trong lòng Đức Mẹ với. Vì người yêu con trên hết mọi sự, vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông Thánh Gioan thì thương mà phán rằng, ở bà kia thấy Gioan là con bà em, lại Đức Mẹ nghe làm vậy thì nó buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa con chẳng còn ở cùng mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngó mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đáng, Chúa sinh lên muôn vật chiều làn cũng chiều sâu giường ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lấy cha, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho chúng tôi được làm con rất thánh Đức Bà như ông Thánh Gioan thuở xưa. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đoàn Đức Chúa Giêsu than thơ ca tiếng rằng Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm vì sao em người nói làm vậy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoàn Đức Chúa Giêsu mất máu thì kêu rằng khát nước, quân giữa liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng đã đoán ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự tình nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng em thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên chớ bắt trước quân du rêu lấy dấm lấy của Chúa cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
chảy hết máu ê, mình già con mất thì nó mê vào mặt môi thì xanh sao niên kêu cả tiếng rằng con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Trời đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng như ra Đức Mẹ vậy mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác niền sinh thì bây giờ cả và thiên hạ liền đông núi non nà đã vỡ ra màn trong nhà thờ sẽ ra làm hai một kẻ chết bóng chốc liền mở ra mà trời đất thì u ám như thương Đức Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ khi ngàm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng đổi ơn cha cả đã chịu chết vì con giữ là chúng tôi xin dốc nghề lòng chưa mỏi tôi làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Y thứ y mười bốn y thì ngâm y khi linh y hồn được y Chúa Giêsu y ra y khỏi xác y xuống y ngục tổ tông y kêu những linh y hồn các thánh xưa ở đây đợi trông đức y Chúa Giêsu y xuống thế y chuộc tội cho thiên y hạ y bây giờ quan y tướng cùng nhiều người các y quan y thấy những phép y lạ làm vậy thì xưng ra y rằng người này là con Đức Chúa Trời thật. Liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng ý ấy. Khi ngắm bấy nhiêu ý sự thì nguyện một ý kinh ý lạy cha, mười kinh kinh ý mừng ý xin ý đức ý Chúa Giêsu ý thương ý chúng ý con ý còn ở ý dưới thêm ý trông ý ngày sau thấy mặt cực kỳ tốt cực ý lành ý như các thanh ở ngục tổ tông xưa. Amen. Thank you.
xa nước Chúa Giêsu. Còn trên thánh giá thì có một người các quan lấy đồng mà đâm cạnh nướng nóng nước Chúa Giêsu. Phải trái tim bây giờ mau cùng nước chảy dài, xong lẽ khi ấy xác đức Chúa Giêsu chẳng có đâu, vì đã sinh như thế. Nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, nhớ đâm trong lòng như vậy, vì lo chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh như thế. Đoạn hai người là đầy tớ Đức Chúa Giêsu, một là Giuse, hai là Ni-cô-si-mô, cất xác xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khóc lòng thương con chẳng có khi đừng yên. Đoạn tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, cũng như cất xác Đức Mẹ với vì người tham thiên thương con lắm. Khi cất xác con thì như cất ruột mẹ dài vậy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy trai, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu, để cho người ta cất xác xuống đất liền. Xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen.